đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt 3 lầu và một hầm có diện tích rất là đẹp, với diện tích chiều ngang là 7m, chiều dài là 25m. Nhà này được chủ nhà thiết kế gồm một hầm, một trệt và 3 tầng lầu quý vị nhé. Một căn nhà biệt thự rất là đẹp. Đây là một căn biệt thự đẳng cấp tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này vừa mới được hoàn thiện năm 2021. Hôm nay mình sẽ review cho quý vị xem, chiêm ngưỡng. Và anh chị nào đang có nhu cầu mua ở, mua an cư, lạc nghiệp tại khu vực phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với chợ Dĩ An, gần với Linh Xuân, Thủ Đức, gần với đường quốc lộ 1K và siêu thị Bixi. Đây là mặt tiền căn nhà quý vị này. Công năng sử dụng căn nhà này gồm một hầm để được khoảng 3 đến 4 chiếc xe hơi quý vị nhá. Và tầng hầm thì có một phòng ngủ ở tầng hầm và phòng vệ sinh đầy đủ cho người giúp việc ở khu vực tầng hầm. Còn ở trên thì có 5 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh cộng với phòng xông hơi, phòng karaoke, phòng giặt, phòng thờ, phòng làm việc và sân thượng trước sau. Một căn nhà rất là đẹp quý vị nhé. Và đây là mặt tiền cửa chính căn nhà quý vị này. Với diện tích ngang 7, chủ nhà làm cửa bên hông để mình chạy xe hơi vào trong. Và bên đây chủ nhà đắp một cầu hàm rồng. Cầu hàm rồng là ở Thanh Hóa quý vị nhé. Mình quay view bên hông cho quý vị xem này. Một căn nhà rất là đẹp. Và nhà này có hướng chính nam quý vị nhá. Có con đường phía trước rộng 8m thông. Đây là con đường nhựa 8m thông này quý vị này. Đường nhựa rộng rãi, thoải mái, xe hơi di chuyển vào ô tô tránh nhau thoải mái quý vị nhá. Quý vị nhớ xem hết video, mình sẽ review chi tiết cho quý vị xem. Đường thông ở đây thì đối diện nhà mình là một quán cà phê ở đây quý vị nhá. Đối diện nhà mình có một quán cà phê ở đây. Và đây là con đường thông rất là lớn, khu vực gần với ngã ba cây lơn, gần với đường quốc lộ 1K. Cửa cổng ở đây thì được chủ nhà làm cửa sắt đúc cắt CNC. Cửa cổng rất là chắc chắn và kiên cố quý vị nhá. Nhà mình thì có tới 3 lớp cửa luôn. Đây là khu vực sân. Sân ở đây thì mình để tạm xe ở đây thôi quý vị nhá. Còn ở trong là mình để xe hơi, xe máy. Tầng hầm này thì để được khoảng 3 đến 4 chiếc xe hơi và để thêm vài chiếc xe Honda nữa. Bên đây thì mình có một cầu thang bộ kế bên đây đi lên quý vị này. Ngoài ra tầng hầm còn một cầu thang đi lên trên nữa quý vị nhé. Ngoài mặt tiền đây thì chủ nhà trồng một cây khế ở khu vực này quý vị này. Ở dưới gầm cầu thang này thì chủ nhà làm một hồ cá koi, hòn Nam Bộ ở khu vực dưới gầm cầu thang nhà mình. Ở đây sẽ có một hồ cá koi ở đây quý vị nhé. Chủ nhà lót sàn rồi, ngồi đây mát này. Quý vị nhớ xem hết video và hãy ấn đăng ký kênh nếu chưa ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất mà bên Nhà Đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Ở đây thì sẽ có một phòng ngủ ở ngay cổng tầng trệt cho người giúp việc quý vị nhé. Ở đây thì phòng ngủ này rộng tầm khoảng là 13-14m và có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Tuy nhiên nhà này không có sử dụng tới phòng này quý vị nhé. Phòng vệ sinh riêng cho người giúp việc, có cả máy lạnh ở đây rồi. Ở đây thì chủ nhà làm chuồng chim cu ở đây quý vị nhé. Di chuyển vào khu vực tầng hầm, ở đây thì sẽ có hai lớp cửa này. Ở ngoài là một lớp cửa sắt cắt CNC rất là dày, phía trong có thêm một lớp cửa cuốn đức ở đây quý vị nhé. Vị trí nhà mình ở khu vực tầng trệt là có tới 3 lớp cửa. Đấy. Từ đây thì mình nhìn ra view đối diện là một quán cà phê này. Và đây là khu vực tầm hầm này quý vị này.
tính là tầng hầm nhưng đây như là một tầng trệt quý vị nhé, vì tầng hầm này hiện tại đã cao hơn đường tầm khoảng là 5 đến 60 phân rồi. Đây, tầng hầm thì chủ nhà gắn 3 quạt trần thông thoáng, phía sau có một giếng trời lớn này. Ở đây thì mình để được khoảng 4 chiếc xe hơi quý vị ạ. Phía sau này vẫn còn lùi sát ở đây. Dưới đây thì chủ nhà để những khu vực những bình rượu, hầm rượu ở đây quý vị nha. Và phía sau đây có giếng trời thông thoáng lên trên. Và ở đây thì sẽ có một tiểu cảnh ở đây. Tuy nhiên chủ nhà mới làm đây thôi, chưa có sử dụng tới quý vị nha. Khu vực giếng trời chủ nhà để khá là lớn để lấy ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Từ dưới cho tới lầu 4 luôn quý vị nha. Và khu vực đây thì chủ nhà đúc bê tông cốt thép hết, rất là chắc chắn. Với diện tích ngang 7, sâu lên tới là 25. Tổng diện tích là 168m. Và diện tích sàn đã hoàn công ở trên sổ là hơn 500m quý vị nhá, 580m2 sàn ở trên sổ. Ở đây thì sẽ có thêm một phòng vệ sinh. Vậy chứ tầng trệt nhà mình có tới 2 phòng vệ sinh. Đây là một phòng vệ sinh chung ở khu vực tầng trệt này. Và bây giờ mình đi từ thang này lên quý vị nhá. Mình đi từ ngoài cửa này lên đi. Quý vị nhớ xem hết video nhé. Mình sẽ quay chi tiết ở trên cho quý vị xem. Mình đi từ cầu thang chính này lên tới khu vực phòng khách luôn. Và lên đây mình dừng, mình ngắm xuống khu vực đây một xíu. Ở đây thì nhìn xuống khu vực hồ cá ở đây được quý vị này. Hồ cá đây nhá. Cầu thang rất là đẹp. Vì căn nhà rất là lớn nên mình quay dài dài, quý vị nhớ xem hết video. Đây một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Lên trên đây thì mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha, kính cường lực chắc chắn ở đây. Và đây là khu vực phòng khách nha quý vị này. Một căn nhà đẳng cấp. Một căn biệt thự mini rất là đẹp. Khu vực phòng khách ở đây thì chủ nhà để này lục bình, một dàn loa rất là khủng quý vị ạ, một dàn âm thanh karaoke và nghe nhạc, tất cả đều khủng hết. Nội thất ở khu vực phòng khách này thì chủ nhà không có tặng quý vị nha. Tuy nhiên quý vị nếu yêu thích thì có thể thương thảo thỏa thuận giá cả với chủ nhà, còn không chủ nhà sẽ mang nội thất ở phòng khách này đi, còn các phòng khác thì chủ nhà để lại một số nội thất. Quý vị đi xem nhà thì hãy thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Một dàn âm thanh rất là lớn quý vị nha. Đây có những bộ bàn ghế gỗ hương Việt Nam. Chủ nhà đã đặt mua bộ này khá lâu, từ trước lúc xây nhà là chủ nhà đã đặt bàn ghế này rồi. Nên chủ nhà sẽ mang bộ bàn ghế này đi, không có tặng kèm cho quý vị. Tuy nhiên quý vị nếu muốn để lại thì có thể thỏa thuận giá cả về nội thất của phòng khách này. Nhà rất là đẹp quý vị ơi. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có địa chỉ tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần với chợ Dĩ An, gần với con đường Trần Hưng Đạo, ngã ba cây lớn, gần đường quốc lộ 1K và cổng siêu thị Bixi. Nhà này đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 16 tỷ 800 triệu đồng quý vị nhá. 16 tỷ 800 triệu đồng cho một căn nhà có tới diện tích sàn là hơn 500 mét sàn, ngang 7 sâu 25. Di chuyển vào khu vực phòng bếp, ở đây thì có một dàn tủ rượu này. Tất cả đồ nội thất nhà này đa số là gỗ vỏ đỏ 100% quý vị nhá. Tất cả đều là gỗ vỏ đỏ 100%. Phía trên là trần chỉ thì cao, cộng với hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trên. Ở dưới thì có bộ bàn ăn bằng gỗ nguyên khối này. Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ nguyên khối quý vị nhá. Bên đây là khu vực phòng bếp này. Và kế bên đây thì có những phòng vệ sinh, rồi phòng
chế biến thức ăn. Và ở đây thì view ra giếng trời thông thoáng, tất cả phòng đều được thừa hưởng một cái giếng trời rất là lớn và giếng trời ở giữa cầu thang. Ở đây sẽ có phòng vệ sinh quý vị nhé. Và kế bên đây là khu vực phòng chế biến này. Ở đây thì mình sẽ có phòng chế biến thức ăn ở đây quý vị nhé. Và đây là khu vực view bếp này. Ở đây sẽ có một khu vực bếp rất là rộng, quầy chế biến ở đây. Tất cả đồ nội thất đều là gỗ gõ đỏ 100% quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn. Hẹn gặp mình ở ngã ba Cây Lơn hoặc ở chợ Dĩ An. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan các phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng sông hơi. Có hết quý vị nhé. Quý vị nhớ xem hết video và hãy tặng cho mình xin một tim, một like, một đăng ký kênh nếu chưa ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất của nhà đất Hồng Sơn đăng lên hàng ngày cho quý vị xem. Ở đây thì sẽ có một bức tranh tùng hạc được chủ nhà đắp phù điêu rất là đẹp ở đây quý vị ạ, ngay khu vực giếng trời cầu thang. Cầu thang thì được chủ nhà làm tay vịn gỗ căm xe cộng với song căm xe. Đá hoa cương thì được chủ nhà làm đá hoa cương màu trắng này. Và từ đây thì mình nhìn thấy khu vực trên cầu thang này. Quý vị nhớ xem hết video nha. Mình quay lên tới lầu trên cùng cho quý vị xem. Một căn nhà cực kỳ đẹp. Mình sang phòng ngủ này trước. Ở đây là phòng ngủ thứ hai, vì tầng trệt có một phòng ngủ rồi. Lầu này sẽ có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh riêng trong phòng quý vị nhé. Tất cả đều là phòng ngủ master hết. Và hệ thống cửa cũng được chủ nhà làm bằng cửa gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ loại 1 đúng quý vị nhé. Rất là đẹp, nguyên tấm luôn. Và ở đây thì có những dàn tủ áo rất là lớn này. 6 cánh quý vị nhá. Tủ áo 6 cánh rất là lớn. Ở đây thì có giường này, giường bằng gỗ gõ đỏ luôn quý vị nhá. Và tặng một số nội thất cho quý vị khi mua về ở. Khu vực phòng ngủ được chủ nhà trang trí rất là đẹp. Phía trước là có những ban công này và cửa hai lớp quý vị nhá. Ở đây thì sẽ có ban công, cửa hai lớp ở đây. Đối diện mình là một quán cà phê quý vị ạ. Quán cà phê góc hai mặt tiền đường. Và nhà mình có view là ngang bãi sâu 25. Một không gian lý tưởng. Và tất cả phòng ngủ phòng nào cũng rộng. Sàn thì được chủ nhà lót sàn gỗ quý vị ạ. Vậy chi bên hông này một giếng trời nữa quý vị này. Vậy là nhà này có tới 3 giếng trời luôn. Cầu thang có 2 giếng trời hai bên và phía cuối là một giếng trời. Nhà mình rất là thông thoáng quý vị nhá. Khoảng trống ở đây thì chủ nhà làm bàn học tập cho các con cháu ở khu vực này. Và phía ngoài đương nhiên là giếng trời rất là thông thoáng rồi. Có quạt trần ở trên luôn quý vị nhá. Một vị trí rất là đẹp. Căn biệt thự này có diện tích là ngang bãi sâu 25, tổng diện tích là 168 m², diện tích rất là đẹp quý vị nhé. Nhất lộc phát và tổng diện tích sàn là hơn 500 m² quý vị nhé. Mình sẽ ghi chi tiết từng số mét vuông ở phần mô tả. Quý vị nhớ ấn vào phần mô tả quý vị nhé, vì mình quay thì những chi tiết mình không nhớ hết được. Và đây là phòng ngủ thứ hai ở lầu trên và là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Quý vị nhìn thấy này, nội thất của phòng ngủ phòng nào cũng rất là đẳng cấp, vì đây là một căn biệt thự rồi, không cần phải nói nhiều quý vị cũng thể hiểu. Một căn nhà được chính chủ tâm huyết thiết kế thi công. Tuy nhiên do điều kiện công việc, chủ nhà muốn bán lại căn biệt thự này cho anh chị nào đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư
mua cho thuê. Nhà rất là đẹp. Bây giờ mời quý vị mình lên tiếp khu vực lầu trên quý vị nhé. Quý vị nhớ xem hết video. Nhà này thì full camera xung quanh hết rồi quý vị ơi. Camera được chủ nhà trang bị full hết. Nhà có 3 giếng trời, 2 cầu thang. Sẽ có 2 giếng trời hai bên. Chủ nhà làm cầu thang xoắn ốc rất là đẹp. Tất cả nội thất rất là xịn sò quý vị nhé. Lên tiếp khu vực lầu trên. Bên đây là khu vực giếng trời rồi. Và đây là phòng master. Tiếp theo sẽ có phòng vệ sinh riêng cho phòng y chang như thế này. Đây. Phòng master của vị này. Phía sau cánh cửa nhà mình ở đây thì cũng có một dàn tủ áo, máy lạnh, tủ nhà để trên đây. Giường này, giường gỗ gõ đỏ luôn quý vị nha, gỗ gõ đỏ nguyên tấm luôn. Phòng ngủ master nào cũng rộng rãi và thông thoáng và đều có tivi, kệ tivi ở trên lầu. Lầu này thì y chang như ở lầu dưới quý vị nha, và có ban công phía trước rất là rộng này. Đây, ban công sân thượng đây quý vị nha. Nhà này thì giáp với Linh Xuân Thủ Đức rồi, cách Linh Xuân Thủ Đức chỉ tầm gần 2 cây số, chưa tới 2 cây số, gần với làng Đại học Thủ Đức. Tuy nhiên địa chỉ của căn nhà này thuộc phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương quý vị nha. Mình di chuyển ra ngã ba cây lơn, hết tầm khoảng gần 1 km thôi là ra tới ngã ba cây lơn rồi. Và đây là phòng tiếp theo, phòng ngủ thứ năm bên đây quý vị nha. Chủ nhà làm phòng làm việc, mình xem ngồi đây trước. Ở đây sẽ có một phòng xông hơi ở đây. Đây mình sẽ có phòng xông hơi đây quý vị nha. Xông hơi khô. Đấy, mình xông hơi khu vực này. Và bên đây là khu vực phòng tắm rồi. Vì mình xông hơi xong mình sẽ qua phòng tắm này quý vị nha. Và đây là khu vực kê máy giặt phơi đồ. Tuy nhiên ở lầu trên còn một sân thượng sau, quý vị có thể kê máy giặt phơi đồ rộng rãi hơn nữa. Và đây là khu vực giếng trời này. Mình nhớ xem hết video quý vị nhé. Phòng giặt, phòng thờ ở trên. Và ở đây có một chỗ kê máy giặt phơi đồ. Chủ nhà ít sử dụng tới nên ở đây dùng ở đây luôn. Đây là phòng làm việc này. Phòng ngủ này chủ nhà làm phòng làm việc luôn quý vị nhé. Và phòng này thì có hệ thống dây đi chờ âm thanh karaoke. Chủ nhà thiết kế đây là phòng karaoke. Tuy nhiên chủ nhà ngại nên là để luôn ở dưới phòng khách luôn. Còn chính thức đây là phòng karaoke. Cũng có thể làm phòng ngủ thứ năm được quý vị nhé. Mình lên tiếp lầu trên. Vì căn nhà rất là lớn, rất là to thì mình tranh thủ review nhanh. Tuy nhiên nó hơi dài, quý vị đừng thoát video nhé. Mình sẽ không có bật quảng cáo kiếm tiền trên YouTube nên quý vị xem rất là thoải mái. Lên tới lầu trên cùng rồi quý vị ơi. Bên đây là khu vực giếng trời. Trên đây thì mình sẽ nhìn thấy hết quý vị này. Và ở trên đây thì sẽ có một cái máy vòm ở đây. Vì đây là căn biệt thự nên trên đây sẽ có một cái đèn chùm, một cái máy vòm. Nhà này nếu đứng từ xa thì mình nhìn thấy rất là đẹp nha. Đây. Và từ đây mình nhìn thấy này, bên đây kế là giếng trời. Và trên đây mình nhìn xuống cái dàn cầu thang này. Dàn cầu thang rất là khủng quý vị nha. Một căn nhà biệt thự có diện tích ngang 7, sâu lên tới là 25m. Khu vực sân thượng sau, trên đây thì quý vị có thể kê máy giặt phơi đồ luôn ở trên đây. Nhưng tuy nhiên chủ nhà trồng rau để phòng giặt ở dưới, trên đây trồng rau thôi, sân thượng này này. Ở ngoài đây là cái giếng trời quý vị nhá. Trồng rau ở đây thoải mái luôn. Trên đây thì chủ nhà để dàn năng lượng mặt trời trên đây này. Năng lượng mặt trời để trên đây quý vị nhá. Hai giếng trời để hai bên, vậy chứ nhà này có tới 4 giếng trời quý vị ơi. Và đây là cái chóp trên căn biệt thự này.
chủ nhà để bồn nước chóp ở trên đây nhé. Và bên đây là khu vực phòng thờ và phòng tập thể dục cũng như là sân thượng trước. Phòng thờ ở đây rất là rộng rãi quý vị nha. Chủ nhà để khu vực phòng thờ ở đây. Phòng thờ cực rộng luôn, mình không có quay chi tiết phòng thờ đâu quý vị nha. Và đây là sân thượng trước này quý vị ơi. Sân thượng cực kỳ rộng luôn. Quý vị nhìn thấy con đường phía trước này. Ngoài đây là khu vực nhà thờ Dĩ An, chợ Dĩ An. Kế bên đây là khu vực Linh Xuân Thủ Đức, làng Đại học Thủ Đức. Quý vị nhìn thấy những căn chung cư đây là khu vực Linh Xuân Thủ Đức và đường quốc lộ 1K, làng Đại học Thủ Đức thì có những căn chung cư đây. Từ đây mình nhìn qua camera thì mình sẽ thấy những tòa nhà ở đây thuộc cả hàng chục lốc chung cư đây thuộc làng Đại học Thủ Đức. Quý vị nhá. Cách nhà này chỉ tầm khoảng là 2 đến 3 km là mình ra tới làng Đại học Thủ Đức rồi. Quý vị ở đây cho con em đi học ở đây là tuyệt vời luôn. Và đường phía trước này, ở đây sẽ có quán cà phê góc hai mặt tiền đường ở đây. Ở đây ngay ngã ba quý vị nhá. Ngay ngã ba đường lớn ở đây. Đó, một căn nhà rất là đẹp. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.